Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nhé. Mình đang muốn mời mọi người tham gia cái diễn đàn ngày hôm nay vì là có một số khách mời đang muốn đưa những cái sự thật đấy. Anh Văn Tiến Dũng đâu ạ? Dạ, em chào tất cả các anh các chị. Đấy. Em chào anh Hồ Hữu Thái, tất cả các anh các chị đang theo dõi diễn đàn của em. Thì thực sự ra mà nói thì hôm vừa rồi thì cũng có phát livestream. Thế đang phát thì cũng vì là đang ở nhà như này, thế là bố em tắt luôn wifi đi, vì là cũng rất là lo lắng là cái việc là con gái cứ hay hay phát live vào buổi tối ấy. Thế nên là bố mẹ em thì cũng không hài lòng lắm với cái việc đấy. Nhưng tuy nhiên rằng là cái việc ủng hộ bố mẹ em đều nhìn thấy những cái sai và những cái việc em nói hay là lên tiếng đều rất là đúng. Nhưng vì trong cái hoàn cảnh là cái việc mà nhà nước quốc gia chi quá nhiều cho ngân sách cho công an, và bây giờ là công an chị mỗi một xã một phường đều có mỗi một xã một phường đều có một trụ sở công an riêng, cho nên là mọi người rất là lo lắng, mọi người trong gia đình và những người yêu thương em là rất là lo lắng. Cho nên là cũng mong muốn là nói ít thôi, đi chơi nhiều lên, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi đói ăn thì về nhà bố mẹ cho ăn, cũng không cần để phải quá sức làm lụng quá, rồi là để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong suốt một cái thời gian dài mà đã phải 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 vất vả ở trong 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 trại giam rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên rằng là có những cái việc mà mắt nó thấy, tai nghe thấy rồi, mắt nó nhìn thấy rồi, không thể im mồm được ấy, bởi vì nó đã xảy ra quá nhiều những cái mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta vẫn cứ im lặng như này thì làm sao mà thay đổi được cái gì hết. Nếu bây giờ tất cả những người mà đã nói được thì đều đã bị cầm tù và đã bị bắt giam rồi, và chắc là phải một thời gian rất dài nữa, ít nhất thì phải tầm 3 năm nữa thì mọi người mới ra. Thì còn hiện tại bây giờ thì tôi thấy tất cả mọi người đều biết nhưng đều im lặng, đều có thể đều không dám nói, chứ không phải là không biết đâu, họ đều biết. Tôi thấy rằng là kể cả những cái bà nhá đi bán hàng rong ở ngoài chợ này này, thế nhưng mà cũng họ cũng đều biết đấy, họ cũng đều có những cái nhận thức, bởi vì là những cái sự thực nó đã xảy ra, chứ nó không còn phải là ở trên báo chí tuyên truyền hay là ở trên những cái gì để tô vẽ lên nữa, mà những cái sự thật nó đang xảy ra xung quanh họ, và họ đều có nhận thức rằng rất là cần phải thay đổi cái những cái mà cơ chế ở xung quanh này để cho đất nước. Và giống như chiều nay em đã đưa một cái clip rất là em muốn mời lên đây cùng với mọi người để nói về một cái tình trạng mà rất nhiều năm nay người dân ở anh Văn Tiến Dũng đâu ạ? Rồi ok, em đang mời anh đấy ạ. Anh Khải Định, đợi em một chút nhé, em mời anh Văn Tiến Dũng lên trước ạ. Em chào anh. Chào. Ừ. Xin chào bạn Huệ Như. Xin chào tất cả các anh chị em xem trên cái buổi livestream của Huệ Như. Tôi tên là Nguyễn Văn Tiến Dũng. Hiện đang sinh sống tại phòng 205 B1 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ạ. Tôi xin chào mọi người. Chào Huệ Như. Anh thế, có thể là nói về cái việc mà anh đưa tin ấy, rất là nhiều năm nay rồi, và sự việc của gia đình nhà anh như thế nào, anh có thể nói lại cho mọi người đều thấy rõ được không ạ? Thưa mọi người ạ, cộng đồng mạng và bạn Huệ Như, gia đình tôi ấy là gia đình lão thành cách mạng, liệt sĩ, hiện đang sinh sống tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ạ. Cha tôi là người xây dựng đảng,
đã cả cuộc đời cống hiến cho Đảng. Cụ là lão, một lão thành cách mạng được nhà nước công nhận. Đây ạ. Tôi cho các bạn xem luôn là đây là giấy xác nhận chế độ chính sách của cha tôi. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy không? Đấy, có Có, thể là nó ngược hơi chiều. ngược hình nhưng mà Được mọi rồi. người sẽ đều rất là tin tưởng những cái thông Và tin anh đưa ra mà. đây có dấu đây, dấu đỏ đây của tất cả các ban ngành chứng nhận. Đây là của cha tôi. Và thứ hai là anh trai tôi hy sinh năm 20 tuổi, không có vợ con gì cả. Đây ạ, giấy báo, giấy là giấy báo tử đấy, giấy báo tử gửi về cho gia đình tôi là huyện Như ạ. Vâng. Và đây là cái thứ ba là cái tổ quốc ghi công, tổ quốc ghi công của gia đình tôi do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Vậy như ạ. Đấy, và mọi người, gia đình tôi nhiều năm nay, nói thật với mọi người, cộng đồng mạng, tất cả những thành quả của cha anh, cha ông chúng ta đều phải bảo vệ cái bọn tham nhũng. Gia đình tôi rất tin tưởng vào Tổng Bí thư, Chủ tịch, Tổng Bí thư trước đấy là Chủ tịch nước nữa, Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xong cái năm 2017 thì theo cái lời kêu gọi để chống tham nhũng, gia đình tôi là một gia đình sống giữa thủ đô, giữa thủ đô khu tập thể Kim Liên. Gia đình tôi chỉ cách nhà gia đình bác Trọng chưa đến 2 cây số ạ. Và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính phủ, đã viết đơn, đơn tố cáo cái chính cái ủy ban của chúng tôi, một số cán bộ tham nhũng đã đi, tức là làm con đường gấp 10 lần bản thân tôi đã từng làm, bỏ tiền ra làm cho người dân đi. Người ta còn xông đến nhà tôi bảo có giấy giấy của phường chưa mới được làm. Tôi làm cho dân đi, các cháu đi học, các cụ già đi chợ. Tôi bỏ tiền ra mà còn bị đàn áp. Sau đấy người ta chỉ láng một lớp xi măng lên của tôi thôi, người ta lấy gấp 10 lần cái tiền tôi bỏ ra. Chính vì thế tôi làm cái đơn lên quận, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, để cho mọi người được biết cái sự tham nhũng nó kinh khủng như thế nào trong phường của chúng tôi. Chính vì những cái lá đơn đấy mà gia đình tôi bị quy là phản động. Vì gia đình nó thành lệnh cách mạng liệt sĩ không được tố cáo những cái gì chính quyền làm sai, giống như đảng viên không được tố cáo đảng viên đấy, huyện như ạ. Bạn không biết Thế thì cái việc phê bình và tự phê bình trong đảng thì nó không phải là sự thật khắc hả họa anh? lịch sử của gia đình tôi vì cái tội phản động đấy, làm đường cho dân đi chưa được phép và viết đơn tố cáo ủy ban nhân dân phường Kim Liên đã tham nhũng làm gấp 10 lần. Sau đấy thì các quan liệt sĩ gia đình tôi và tôi tiếp tục tố cáo. Anh có thể ra quay cho em xem cái Vì những cái cái mà tội anh là đã dám viết những đơn cái hình tố ảnh mà cáo. anh đã Đây. dán ở trong khu tập thể đấy được không ạ? Tôi xin nói với bạn này này. Người dân ở bản thân những người dân cụ thể tôi rất bức xúc. Thì bây giờ khi gói quà liệt sĩ còn bị ăn chặn đấy và đập phá nhà gia đình cái mạng, thì tôi sẽ ra ngay trước cửa nhà tôi đấy, đã dán rất nhiều ngày nay và đấy cho bạn xem. Tôi chuyển về đằng trước nhá để cho mọi người xem. Vâng. Đấy, cầu thang nhà tôi đây. Nhà B21 khu tập thể Kim Liên. Cách nhà bác Trọng không đến 20 cây số ạ. Cách nhà Tổng Bí thư không đến 20 à không đến 2 km. Bạn ạ. Đây. Thưa thưa các bạn. Mới nói với bạn Huệ Như. Đây.
là những gì mà chúng tôi đây, cầu thang nhà tôi đây ạ. Tôi xin giới thiệu là căn hộ tôi đang ở được Đảng Chính phủ cấp cho cha tôi là một lão thành cách mạng. Và đấy. Và đây là cái chiếc cầu thang nhà tôi. Và khi tôi dán thế này, rất nhiều người qua rất ủng hộ. Tại vì nhiều năm nay gia đình tôi đã viết đơn thư tố cáo. Tôi đã từ thời Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, tôi đã từng phải viết đơn trình 72 tên tham quan đấy. Đấy, nhưng chúng không giải quyết và hiện nay chúng đã đi tù. Đấy là cũng trả lời xứng đáng cho cái gì mà chúng cướp bóc của anh linh anh hùng liệt sĩ thôi, vậy chưa? Còn đến thời ông Chu Ngọc Anh, tôi rất mong muốn ông Chu Ngọc, ông Bùi Sĩ Thanh, hiện nay là Bùi Sĩ Thanh, tôi rất muốn là giải quyết cho gia đình nhà tôi. Thì tôi thấy là cướp quà thờ cúng liệt sĩ cũng là lỗi nhục và đã đập phá tài sản gia đình, cướp bóc đập phá thì là cũng tội ác. Gia đình nhà thành cách mạng liệt sĩ ở đây này, trên mạng xem bằng liệt sĩ ở đây. Tất cả chúng tôi phải treo ra đây để cho chính quyền biết. Hơn 40 đơn thư mà không có ai giải quyết. Xã hội chúng ta quá là mệt mỏi. Đấy, bạn có thấy, nếu mà theo bạn thì bạn thấy là bạn thấy bình đúng không ạ? Em thấy rất bất bình với cái việc này, rất là bất bình luôn. Bởi vì sao? Có rất nhiều người thì không đồng tình với cái việc là chúng ta nói rằng là cái năm 45 rồi, à cái năm 54 rồi năm 75 là cái việc là vùi xương vùi máu của những người dân để đến với đệ độc lập của quốc gia. Nhưng những cái việc đấy là việc của lịch sử anh ạ. Nhưng cái thực tế là cha ông chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ cái mảnh đất này. Vậy thì cái trách nhiệm của những người đã kế tiếp trong những cái thế hệ tiếp theo, bất kể là ai, là một đảng nào, phái nào đi chăng nữa thì cũng đều phải có trách nhiệm là tôn vinh và ghi công những người như thế. Và đặc biệt là bây giờ đã ghi công rồi mà tại sao lại để những cái tình trạng như thế này, từ một cái gói quà như thế là em thấy rất là bất bình. Chính vì thế mà hôm nay là em nhường đầu tiên để em mời em lên là vì lý do như thế. Là tôi nghĩ này này, đó là quan tham ấy. Thì như bà Nguyễn Thị Doan ấy, phó chủ tịch nước, người ta nói rồi, không có gì xuống không ăn. Nhưng mà tôi thấy là đớn hèn nhất là giữa thủ đô Hà Nội chúng ta mà đến gói quà liệt sĩ chúng còn ăn nữa, thì tôi thấy là đây là lỗi nhục. Lỗi nhục cho những gia đình liệt sĩ, gia đình tôi này. Tôi rất mong mọi người biết để cái sự thật. Và biết cái sự thật này, đấy là sự thật đây ạ. Đây, đây. Tôi không biết nói gì hơn, nhưng mà muốn mong là với cái trang của bạn, bạn lan tỏa được mọi người để biết giữa thủ đô Hà Nội chúng ta có những cái trường hợp như thế này, nó quá bất công. Mà quả thực là rất là bất ngờ đấy anh. Bởi vì như thế này anh Dũng nhá, em nghĩ rằng là cái con người, cái lòng tham đúng là vô đáy, nhưng nếu như với cá nhân em ấy thì em chỉ nghĩ rằng là con người cùng lắm thì cũng chỉ ngủ đến một cái giường thôi, cũng không thể ai một mình hai cái giường trong ngủ trong một đêm được cả, đúng không anh? Và cũng chỉ như thế thôi. Tại sao họ có đến một tỷ rồi họ muốn có 10 tỷ rồi có mong muốn có 100 tỷ rồi đến hàng nghìn tỷ? Bạn ơi, ôi, sợ tôi quá. Ngắt lời bạn một chút, đây không phải là vì tiền, bạn biết không, là vì thu nhập. Chúng nó muốn khẳng định chúng nó thích làm gì với gia đình chính là liệt sĩ cũng được, không ai có thể làm gì được chúng nó. Đấy là một là cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Với cái quà liệt sĩ nó rất nhỏ bạn ạ, à, có 500.000 thôi. Đúng. Hay là một gói quà nhỏ trong ngày 27 tháng 7 lễ Tết thôi. Chúng nó khẳng định là chúng tao cướp chúng mày, kể cả mày là liệt sĩ, mày là lão thành cách mạng, chúng mày phải im cái mồm chúng mày đi. Vậy như ạ. Cái vâng. Điều chúng nó không đúng vì tiền. Tiền với chúng nó có biệt thự, chúng nó có xe sang, nhưng mà chúng nó để khẳng định đừng có mở mồm ra mà đấu tranh, đừng có mở mồm ra mà tố cáo. Vậy như
Chị biết không? Đấy mới là điều quan trọng của chúng ta cần phải quan tâm. Đúng rồi. Chúng nó khẳng định Cái luôn. Đấy, đấy là chuẩn đấy, đấy đấy. anh ạ. Những cái kẻ tham quan trẻ măng này, nó không bằng tuổi cháu của cha tôi. Chúng nó đấy, mày đây này. Đây này, huân huy chương đi. Đấy. Tổ quốc cái công đi, tao thích cướp là tao cướp. Mày có biết 100 cái đơn thư cũng không làm gì được. Đấy mà là điều quan trọng. Thế như ạ. Vâng. Mọi người ạ. Đấy. Cái nỗi đau của những gia đình chính sách lão thành cách mạng liệt sĩ ở chỗ đấy đấy. Chứ chúng tôi không quan tâm đến cái gói quà. Đúng không? Đúng có rồi. Cũng được. Chính chúng ta cũng không thể sống những cái gói quà như thế. Chúng ta cũng... Mà chính sách này là của bác Hồ nhá. Sao lại cứ bị bác Hồ... tạm dừng thế nhỉ? Ờ, có. Đây là đang dùng 4G đây. Nhưng mà tôi nói với bạn nhé, cái chính sách thương binh liệt sĩ là của Hồ Chủ tịch, đúng không? Ra pháp lệnh. Chúng nó ngồi xổm lên đấy thì như thế nào? Đấy, Hồ Chí Chính, Minh. Nhưng mà cái kỳ lạ là người dân mà cứ động đến một cái thì chúng nó lại tung hô rằng là như thế là ảnh hưởng đến với lại hình ảnh của lãnh tụ, rồi thế nọ thế kia, bạn rồi ơi, bôi xấu hình ảnh lãnh tụ, không hề bạn luôn. ơi, nhà tôi đang là nhà gia đình phản động. Bây giờ ở phường Kim Liên là gia đình tôi là đình phản động. Lão thành cách mạng liệt sĩ nhưng là phản động. Vì tôi đã dám dán những cái chứng cứ này lên trên cái tường của nhà tôi. Tôi dám ra phường, tôi dám viết 40 đơn thư. Đúng không bạn? Chúng nó cho là phản động. Không được tố cáo, kể cả đảng viên không được tố cáo đảng viên. Ừ. Gia đình lão thành cách mạng liệt sĩ không được tố cáo. Đúng không bạn? Đấy. Bây giờ nhà tôi là ai cũng bảo là gia đình phản động đấy. Ở phường Kim Liên này. Mà nói thật với bạn là nhà tôi cách nhà Bắc Trọng từ khu Kim Liên ra Thiền Quang không đến 2 cây số. Nha. Đấy. Đây là cũng một sự tôi thấy là quá đau cho những gia đình đã cống hiến cho Tổ quốc mà để cho cái bè lũ tham nhũng cướp bóc. Tôi đã là người đứng lên, bạn vào trang Facebook của tôi đứng lên trên cuộc họp, tôi nói chúng nó cướp bóc những cái gì. Tôi dám nói, thì vì là ông Võ Văn Thưởng ấy, ông nói như thế thì mình mới hưởng ứng. Hưởng ứng ông Nguyễn Phú Trọng rồi. Bác Nguyễn Phú Trọng là chống tham nhũng, mình viết đơn, viết từ tố cáo tham nhũng, đúng không? Sau đấy đến đám nhà mình không dám nói, sợ lắm. Nói phát công an vào, đe dọa, tôi sợ lắm. Bây giờ ông Võ Văn Thưởng nói đấy, cần những người như nói thẳng nói thật đúng không? Dám nói. Không biết là mai nó có vào không thì tôi chưa biết. Nhưng mà nói thật với bạn là gia đình tôi đang run, cực kỳ run sợ. Không biết cũng sẽ như bạn không. Nhưng mà chúng tôi sẵn sàng. Thôi, chúng ta làm cái gì đúng cho cơ quê hương đất nước. Vậy như ạ. Sẵn sàng. Tôi thì lớn tuổi rồi. Tôi thì hơn 60 rồi. Nhưng mà chúng ta cũng sẵn sàng làm quê hương đất nước tốt đẹp hơn với sự tham quan tham nhũng. Giữa thủ đô Hà Nội chúng nó hoành hoành như này thì không biết các tỉnh các bạn như thế nào. Ý kiến bạn nào? Tôi chỉ nói như thế thì bạn cũng cho ý kiến. Thực ra thì riêng cái câu chuyện này của anh em đã không cần phải có ý kiến rồi, nó là một câu chuyện có thật và một câu chuyện đang diễn ra. Em không cần phải thêm kỳ bất kỳ một cái lời bình luận nào trong cái câu chuyện này nữa. Như thế đã đủ thấy là nó từ cái chuyện nhỏ nhất họ còn có thể là dám làm và họ bất chấp lên tất cả mọi gọi là từ những cái lịch sử để lại và đến bây giờ luôn thì còn gì để mà bình luận về cái chuyện này nữa anh. Câu chuyện của anh nó là câu chuyện có thật rồi mà. Câu chuyện rất nhỏ nhưng lại là rất là lớn. Nghe thì rất nhỏ. Gói quà liệt sĩ chỉ 500.000 thôi, rất nhỏ. Được. Nhưng nó lại là một câu chuyện cực kỳ lớn nếu với những ai mà quan tâm đến cái vấn đề nó đang xảy ra trên đất nước này, đúng không ạ? Không phải, bạn ơi, 500.000 nó rất nhỏ, nhưng mà chúng nó khẳng định gia thì đình đấy, chúng mày... Thì em đang muốn nói rằng là cái câu chuyện thì nó rất nhỏ và bạn cái ơi, gói quà nó cũng rất nhỏ, nhưng nó là một câu chuyện rất lớn đối với những tôi ai mà đang quan tâm đến nhiệt tình của đất nước. Tôi ra phường, tôi đưa đơn, nó bảo là cứ đi kiện đi. Mẹ viết đơn thoải mái đi, làm đéo gì dù nào đấy. Là thằng phó chủ tịch Võ Sơn nó nói với tôi, đây thằng này, đây không thể kiện được chúng nó. Hơn 40 đơn thư, gần 50 đơn thư lên cả trung ương, lên cả báo Quân đội Nhân dân nhá,
Nguyễn Mạnh Tường, phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, và không làm gì được chúng nó chống lưng quá là kinh đấy. Không hiểu. Đấy, một cái quan chức ở phường thôi mà nó sẵn sàng làm mọi điều bất nhân với gia đình chính sách, nó thành cái mạng liệt sĩ. Gia đình tôi giờ nó cướp hết tài sản đấy. Nó không cần bảng tên bạn ạ, không cần cái thẻ biên chức nhá, không cần lập biên bản hiện trường, không cần biên bản thu giữ. Nó bảo mày thích đòi tài sản để đi viết đơn đi mà đòi, viết đơn tôi lên trên mà đòi. Gia đình tôi mất trắng. Tài sản đấy nhá, là mua bằng, bố tôi mua bằng những cái tiền mà trước là hưởng tiền chính sách của anh tôi ấy, anh trai tôi gom góp lại mua được cái bàn, cái các thứ nào nó bê hết đấy. Mà gia đình tôi không hề lấn chiếm nhá, nó lấy cớ thôi để nó vào, nó khiêu khích gia đình nhà mình. Mà tất cả phường xã đều phải im hơi lặng tiếng với bọn này. Thế thôi, thế tôi cũng thể nói riêng cái phần gia đình nhà tôi nhá, còn Huệ Như cứ nói chuyện với mọi người, còn có cần gì thì nhá. Tôi cũng rất cảm ơn Huệ Như đã quan tâm đến gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn. Thực sự là nếu mà được chia sẻ cái gì thì em cũng sẽ là chia sẻ, bởi vì là cũng có nhiều những rất là khó khăn trong cái việc mà em đưa thông tin nha anh ạ, nên là nhiều khi là cũng rất là khó khăn luôn, nên là anh cũng phải thật sự là thông cảm, chứ còn mọi việc em đều biết hết, nhìn thấy hết, và tất cả mọi người đều rất là quan tâm đấy. Nhưng cái vấn đề là không phải là dễ dàng đâu, mà thậm chí là có những cái livestream của em sau đấy thì lại bị báo cáo và lại bị mất luôn đấy, bị mất luôn, không 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 thấy còn nữa luôn, mọi người hỏi lại với mở ra thì đúng là bị mất thật, bị xóa, nên là bị báo cáo và không hiển thị được nữa ấy. Cũng không hiểu là lý do là sao, nhưng mà đúng ra là những người nói thật thì cần phải được lan tỏa, nhưng cuối cùng là mình nói thật thì toàn bị hạn chế hết tất cả mọi quyền thôi. Nói chung chúng ta này, tôi nói Huyện Như chân thành, mấy năm qua tôi chỉ cái vấn đề mà đấu tranh cho vấn đề cái gói quà liệt sĩ này, tôi 5 lần bị kể cả dân quân tự vệ phường và vác dao chém tôi. Mà nhưng mà chúng nó, mình tự một người lớn tuổi như này mà vẫn bị đe dọa đánh đập thường xuyên. Tôi có những cái mà chứng cứ mà công an phải làm việc bạn nhé. Đấy, đây là cực kỳ nguy hiểm. Bạn cũng thế thôi, chúng ta là những người nói dám nói thẳng nói thật, mà cũng may là ông Thưởng ấy vừa rồi ông phát biểu như thế thì tôi mới dám nói. Thì vì tôi nghĩ là mình nói này mà ông Thưởng ông ấy lại làm gì gia đình tôi, thì tôi thấy ông cũng là một chủ tịch nước đúng không, thì cái lời nói ông uy tín. Thế tôi dám nói nhá, còn không tôi không dám nói đâu bạn ạ. Đấy. Thế là thôi, bây giờ cũng có cái gì thì cũng chúc mọi người với cả Huệ Như mạnh khỏe và nhá. Dạ vâng, em cảm ơn em ạ. Cảm ơn Huệ Như. Thực ra mọi người thì thấy đấy, nếu như mà chúng ta cứ nói rằng là bây giờ mang cái này cái kia đi kiện không có tác dụng gì, nhưng bây giờ người dân nhá hoàn toàn chỉ biết bấu víu vào chính quyền thôi, mặc dù chính quyền họ đang thờ ơ, nhưng chúng ta không bấu víu vào họ thì chúng ta kiện ai, kiện nhau với nhau à? Bây giờ tôi đi kiện bạn xong bạn lại kiện tôi, tự đưa giấy cho nhau để đọc à? Cái điều đấy không bao giờ có, cho nên chúng ta phải bấu víu vào chính quyền. Hiện tại bây giờ khi chưa thay đổi được một cái gì trong một cái thể chế này thì chúng ta phải bám víu vào chính quyền để chúng ta đòi hỏi cái quyền lợi của chúng ta, hoặc ít nhất là chúng ta cũng phải lên tiếng như thế để cho chính quyền biết rằng không phải muốn làm gì thì làm. Và chính vì những cái điều như thế không thể trù dập được người ta thì bắt buộc chính quyền họ phải dần dần thay đổi. Chứ còn nếu như mà cũng đúng là bây giờ chẳng ai tin nữa. Bản thân tôi không còn tin. Nói một cách nghiêm túc là bây giờ tôi tin ông Trọng là chống tham nhũng, tôi không tin vì tôi đã bị tù oan một lần rồi, tôi không bao giờ tôi tin. Nhưng buộc tôi phải bám víu vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước đang thực hiện và áp dụng trong cái đất nước này để tôi sống, và tôi phải thích nghi với cái cuộc sống xung quanh tôi để tôi có cái điều kiện để tôi sinh sống, tôi tồn tại. Đấy là một cái việc, hai việc hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Cái việc tin và cái việc làm để sinh sống, để tồn tại, nó là hai việc khác nhau. Và đồng hành với cái việc đấy, nó khác nhau như thế, thì đồng hành với cái việc đấy là chúng ta phải lên tiếng. Và nếu như người dân nào cũng có cái ý thức trách nhiệm là phải lên tiếng trước những cái sai phạm của chính quyền thì chắc chắn là nó không còn một cái thời gian dài như những cái thời gian vừa qua nữa, thì chắc chắn rằng là chính quyền họ sẽ không dám làm
tới làm tấp như 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 đợt vừa rồi đâu các bạn ạ. Nhưng mà quả thực là đã quá nhiều người thờ ơ và cứ nói rằng là không tin và thôi cứ im lặng, không phải việc của mình cũng không lên tiếng nữa, thì như thế nó mới dẫn đến cái tình trạng là nó be bét và thối nát đến như hiện nay. Còn nếu như mà ai cũng lên tiếng, ai cũng đừng để cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Và câu chuyện của anh Văn Tiến Dũng ấy thì nó là một câu chuyện đấy, cũng như các bạn biết vừa được nghe anh chia sẻ đấy, nó rất là nhỏ, một gói quà rất nhỏ, và người ta cũng không sống vì một gói quà như thế. Người ta sống bằng cái niềm tin đối với Đảng và Nhà nước, nhưng khi niềm tin nó bị xói mòn thì người ta phải đòi hỏi cái quyền lợi của người ta thôi. Là 500 nghìn nhưng người đòi bằng được, giống như tôi cũng thế. Cái nợ xương máu mà các ông đã trả cho tôi 39 tháng tù ở trong trại giam, nó là cái nợ mà cả cuộc đời này đến đến khi chết tôi cũng không bao giờ tôi quên. Bởi vì sao? Đấy là cái sự thao túng của một cá nhân đối với cả một hệ thống nhé, chứ không phải là riêng một ai đâu. Thằng Võ Nhật Thăng nó đã thao túng cả một cái hệ thống, trong đấy có công an, có viện kiểm sát, có tòa án, và kể cả những người ở trong bộ máy nữa, trong bộ máy nhà nước nữa, chứ không phải là trong bộ máy tư pháp nữa đâu. Thế nhưng mà đấy, cái việc mà tôi vẫn phải thích nghi và tôi vẫn phải đấu tranh và tôi vẫn phải im lặng để tôi tiếp tục cuộc sống này, nó lại là hai việc khác nhau. Nhưng không bao giờ tôi quên, mọi người đừng bao giờ nhầm lẫn cái chuyện là chúng tôi tin tưởng mà chúng tôi đi khởi kiện. Không bao giờ chúng tôi tin tưởng nhưng vẫn phải khởi kiện, vì chúng ta không bấu víu vào chúng nó thì chúng ta bấu víu vào ai? Chẳng nhẽ chúng ta đi bấu víu vào nhau à? Cái điều đấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nên là thôi, livestream này thì tôi chỉ nói ngắn như thế thôi, bởi vì tôi không có sự chuẩn bị nhiều. Nhưng mà tôi cũng rất mong là mọi người cũng cứ chia sẻ để biết rằng là cái sự thật nó đã ở ngay giữa thủ đô, mặc dù nó rất nhỏ như thế nhưng nó lại là một câu chuyện rất lớn, câu chuyện rất lớn đối với cái việc mà chúng dùng quyền lực của mình để áp đảo người dân một cách kinh khủng như thế nhá. 500 nghìn nhưng ta muốn làm thì làm, mà ta không làm thì chúng mày cũng phải chịu. Đấy là cái việc mà tôi muốn truyền tải đến các bạn. Còn livestream của tôi thì liên tục là bị báo cáo đấy, vừa xong cũng vừa ấy bị xong này, bị hai lần là thông báo là tạm dừng, nhưng mà tạm dừng kết nối rồi là tạm dừng chia sẻ. Nhưng mà tôi vẫn đang cố gắng để làm sao mà có cái lượng tương tác tốt hơn để mọi người truyền tải đến thông tin cho nhiều người, để mọi người cùng biết, cùng lên tiếng cùng với tôi, chứ đừng để những người mà chỉ có lên tiếng một mình là nó rất là đơn độc và nó rất là nguy hiểm nhé. Rất mong là hẹn gặp lại mọi người về sau nhé.